Thưa quý vị, Nga nói sẽ xem xét đề xuất của Hoa Kỳ về một hiệp ước hạt nhân mới. Nga sẽ chuẩn bị xem xét các đề xuất mới từ Hoa Kỳ để thay thế một hiệp ước hạt nhân thời chiến tranh lạnh bằng một hiệp ước rộng lớn hơn, bao gồm nhiều quốc gia hơn, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Kryabov cho biết vào hôm thứ Năm 7 tháng 2. Trước đó, Nga đã đình chỉ hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF vào cuối tuần trước sau khi Washington tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp định, trừ khi Nga chấm dứt những gì Hoa Kỳ cho là vi phạm hiệp ước, song những cáo buộc này bị Moscow bác bỏ. Xin nhắc lại, hiệp ước năm 1987 đã loại bỏ kho vũ khí hỏa tiễn tầm trung của hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, nhưng lại để kẽ hở cho các quốc gia khác tự do sản xuất và triển khai chúng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết tuần trước rằng ông muốn tổ chức các cuộc đàm phán nhằm tạo ra một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới. Tuy vậy thì cho tới nay, Ryabkov cho biết Hoa Kỳ đã không gửi cho Moscow bất kỳ đề xuất cụ thể nào cho một hiệp ước mới.